Lầu đế tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. việc Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là thông báo quan trọng của chúng tôi. Kính thưa quý vị và anh chị em, tại Úc, sáng thứ tư, 18 tháng 3, Thủ tướng Scott Morrison đã công bố tình trạng khẩn cấp và cấm tất cả các cuộc tụ họp trong nhà có hơn 100 người. Với lệnh cấm này, hàng loạt giáo phận và tổng giáo phận sẽ phải đình chỉ các thánh lễ. Tính đến sáng thứ Tư 18 tháng 3, đã có 454 trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận tại Úc, trong đó 6 người đã thiệt mạng. Trước đó, tại Hoa Kỳ, hầu hết các giáo phận và tổng giáo phận đã ra thông báo đình chỉ các thánh lễ. Ở Pháp và hầu hết các quốc gia Âu Châu, tình hình tương tự cũng diễn ra để theo dõi các thánh lễ trực tuyến, xin quý vị và anh chị em dùng địa chỉ sau trên Internet http 2 2 org gạch chéo thánh lễ xin quý vị và anh chị em giúp báo cho thân quyến và bạn bè xa gần xin chân thành cảm ơn Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới.